Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật chia sẻ cùng quý vị anh chị bạn về bàn cờ quân sự trên thế giới. Tình hình ở tại Ukraine ngày hôm nay chúng ta đang thấy tâm điểm ở tại Donbass và vùng Kursk. Đối với Ukraine đều trước ngưỡng cửa của sự sụp đổ. Bước đi chiến lược đang trở thành thất bại chiến lược. Nhưng phương Tây tập thể cũng chẳng thể nào xoay chuyển được cái con đường hỗ trợ cho Ukraine và cũng không thể sửa sai nước cờ đi vào cớt được. Quân đội Ukraine đang đầu hàng rất nhiều ở tại khu vực cớt. Mặc dù trước đó chúng ta nghe tin ở trên các kênh Vẹn Vàng thì nói rằng hàng nghìn binh sĩ của Nga đầu hàng. Báo cáo Nga đầu hàng không hình ảnh, chẳng có video. Nhưng mà khi Nga báo cáo quân đội Ukraine đầu hàng thì có đầy đủ video hình ảnh trực quan để cho Vẹn Vàng và báo cáo thế giới phương Tây về bước đi chiến lược của Ukraine. Nhưng ý đồ của Ukraine là đang bắt đầu thực hiện đòn tấn công khiêu khích vào nhà máy điện nhân cốt. Nga tung chiến thuật hiểm hóc khiến phòng tuyến Ukraine tại Donbass chao đảo. Mong muốn của Ukraine là giữ vững được Donbass nhờ đòn tập kích vào cốt. Hóa ra ở tại Donbass lại trở thành lợi thế cho Nga, vì Nga không có dấu hiệu điều động quân rời khỏi phòng tuyến. Nhưng Ukraine lại điều động quân rời khỏi chảo lửa Donbass để đẩy về đó là Sumy, nhằm tăng cường khả năng bi hại cho cái chiến dịch của mình. Có được Nga đang áp dụng chiến thuật mới nhằm tấn công Ukraine ở khu vực Donbass trong bối cảnh Kiev nỗ lực tiến sâu hơn vào biên giới của Nga sau khi tiến hành cuộc đột kích bất ngờ tại khu vực Kursk. Nga sử dụng chiến thuật mới ở tại Donbass này. Hiện quân đội của Nga đang áp dụng chiến thuật mới, đó là sử dụng xe gắn máy lao về phía tiền tuyến của Ukraine nằm cách hàng trăm km về phía đông. Đây là một trong những chiến thuật mà Nga đang sử dụng để tận dụng lợi thế về quân số đông đảo hơn so với Ukraine ở khu vực Donetsk. Nga đã tăng cường các cuộc tấn công trong tuần này bất chấp việc Ukraine xâm nhập lãnh thổ Nga. Trong khi đó, quân đội Ukraine đang nỗ lực giữ chân đối phương. Chiến dịch tấn công cớt đã khiến Nga bất ngờ và giúp Ukraine lần đầu tiên giành thế chủ động chiến thuật tại một khu vực cụ thể trong gần một năm qua. Tuy nhiên, Kiev đã phải điều động lực lượng và vũ khí từ khu vực tiền tuyến để thực hiện một canh bạc nhiều rủi ro, có nguy cơ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Đúng là tạo ra một lỗ hổng để có thể về mặt chiến thuật bị tổn thất đối với Nga. Nhưng về mặt chiến lược thì Nga lại chiến thắng. Người ta gọi là thất bại về một cuộc chiến, thất bại về một trận đánh, nhưng mà chiến thắng cả một cuộc chiến. Phương Tây đã sử dụng cái bước đi chiến thuật ở cớt nhằm bia để đảo chiều cả một cuộc chiến Nga-Ukraine. Nhưng bước đi liều lĩnh đã không thành công. Chúng tôi không có đủ người để thực hiện các công việc của mình, để chỉ huy tiểu đoàn 21 của Ukraine cho biết. Tuần trước đơn vị này đã phải đối mặt với cuộc tấn công dữ dội của Nga. Các lực lượng Nga đã giành được lãnh thổ ở miền đông Ukraine với tốc độ nhanh chóng kể từ mùa hè năm nay và hiện đang tiến về trung tâm hậu cần Borod. Đối với Ukraine, nếu để mất Borod thì điều này sẽ cắt đứt huyết mạch quan trọng nhằm tiếp tế cho quân đội chiến đấu ở phía đông bắc, tức là toang luôn Kharkov. Trong đó cả thành phố Chasov cũng sẽ bị mất, vốn giữ vai trò then chốt để kiểm soát khu vực. Ngày 15 tháng 8, các quan chức ở Borod đã bắt đầu kêu gọi dân thường sơ tán, tức là họ đang sẵn sàng rời khỏi Borod rồi. Mất Borod, mất Chasov, Donbass sụp đổ thì Kharkov cũng toạc. Giới chức của Mỹ cho biết là Nga đang bắt đầu rút quân khỏi Ukraine để đáp trả vụ xâm nhập cớt, nhưng họ không đưa ra con số cụ thể nào nêu rõ về việc rút quân xảy ra ở những khu vực tiền tuyến. Đây là thông tin lên dây cót tinh thần của Mỹ được đưa ra vào ngày 13 tháng 8. Nhưng mà đến ngày hôm nay 18 tháng 8,
Ukraine đang thấy tần suất tấn công lớn hơn trước đây ở Donbass. Phòng tuyến Ukraine đang chao đảo trước chiến thuật mới của Nga, những đòn hiểm hóc mới của Nga. Đáng lẽ ra là Nga phải chao đảo, thì bây giờ là Ukraine chao đảo. Mà đây là chao đảo như ngả cả Uka và NATO đấy chứ. Các chỉ huy Ukraine tại mặt trận phía đông cho biết tình hình ngày càng căng thẳng hơn trong suốt mùa hè và không có dấu hiệu nào cho thấy Nga nới lỏng vòng vây kể từ khi Kiev tiến hành cuộc đột kích vào khu vực Kursk. Không thấy dấu hiệu nào nới lỏng mà còn tấn công mạnh hơn. Dù Mỹ đã thông qua gói viện trợ quân sự mới trong tháng 4, Ukraine vẫn thiếu đạn pháo, trong khi đó Nga vẫn giữ lợi thế trước Ukraine với tỷ lệ là 11. Về hỏa lực pháo binh ở một số khu vực này, ngoài ra thì các lực lượng Moscow cũng vô hiệu hóa máy bay không người lái Ukraine bằng thiết bị gây nhiễu điện tử. Nhưng theo các quan chức Ukraine, vấn đề nghiêm trọng nhất vẫn là thiếu nhân lực và đạn pháo. Một thiếu tá Ukraine đóng quân ở khu vực Chasov trong 2 tháng qua cho biết, đối với vị trí của chúng tôi ngày hôm nay đang bị tiêu hao về nguồn nhân lực ngày càng lớn và không được chi viện nguồn nhân lực mới. Đây là thực trạng trầm trọng của lực lượng vũ trang Ukraine ngoài chiến tuyến. Mặt trận miền đông thì chao đảo. Vậy mà Uka và NATO vẫn đang bia cho mặt trận ở tại vùng Kursk ngày hôm nay. Binh sĩ Ukraine bắt đầu đầu hàng. Đây là dấu hiệu sụp đổ lực lượng vũ trang Ukraine đã được cảnh báo tháng 7, mà do chính quan chức của phương Tây cảnh báo rằng phải ngăn chặn Ukraine không được thực hiện đòn phản công trong năm 2024. Nhưng mà bước đi rồi, không sửa sai được nữa. Đang dọn đường cho gấu Nga mở mặt trận toàn diện với Ukraine cần gì nữa. Nga không đi tới Kiev, Odessa hơi phí. Quan trọng hơn là trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc trên toàn bộ chiến tuyến và lực lượng vũ trang Ukraine ngày hôm nay, chúng ta chưa thấy Mỹ lên một kế hoạch mới cho Ukraine, mà chỉ có kế hoạch mới tuyên truyền động viên để lên dây cót tinh thần. Bạo loạn thì bắt đầu diễn ra ở tại Ukraine khi những người dân đốt xe quân sự phản đối việc huy động nhân lực đưa chiến trường bằng bạo lực đấy. Lên dây cót tinh thần, tưởng chừng nhân dân Ukraine thấy đà chiến thắng thì sẽ xông lên. Nhưng họ đâu có giấu được sự thất bại trên chiến trường đâu. Bạo loạn diễn ra thì nhân dân Ukraine ngày hôm nay làm gì còn tin tưởng vào chính quyền ông Zelensky nữa. Đã có một cái video phỏng vấn công dân của Ukraine ở vùng Kharkov và ở Kiev. Họ đã nói cái gì? Họ vẫn phải giả vờ là có tinh thần yêu nước. Họ vẫn đang giả vờ là có tinh thần ủng hộ cho Zelensky. Trong thực tế thì kẻ tội đồ và đáng trách móc không phải là Tổng thống Putin mà là ông Zelensky. Zelensky chính thức là tội đồ của dân tộc Ukraine và phá hoại đất nước Ukraine rồi. Đưa tới mức như vậy thì nhân dân Ukraine ngày hôm nay có phải đang chờ đợi Hồng quân đi tới để giải phóng giúp cho họ không? Thoát ra khỏi bàn tay Đức Quốc xã của Ukraine ngày hôm nay không? Trong một cuộc chiến bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ mà nhân dân không ủng hộ, quân đội thì ông chẳng bà chuộc, thằng thì theo chủ nghĩa Biden, thằng thì treo chủ nghĩa đô la, thằng thì không muốn ra chiến trường chiến đấu, thằng thì muốn quay trở về mẹ Tổ quốc. Một lực lượng quân đội không đồng lòng thì nó khác gì là tứ mã phanh thây, đúng không? Nó khác gì kiểu tứ mã phanh thây đâu. Trung Quốc đưa ra cảnh báo trước hành động của lực lượng vũ trang Ukraine ở tỉnh Kursk này. Xung đột Ukraine có thể trở nên tàn khốc hơn và vượt qua giới hạn do hành động của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk, tờ Gold by Time viết. Theo các chuyên gia thì tình hình trên chiến trường hiện trở nên phức tạp hơn. Họ cảnh báo rằng là cuộc xung đột có thể lan ra ngoài phạm vi và trở nên tàn khốc hơn. Ý đồ khiêu khích của Ukraine và phương Tây đang muốn lan rộng xung đột sang tới Belarus, sang tới Ba Lan để duy trì xung đột lâu dài, buộc Nga phải tiêu hao nhiều hơn nữa về tiền bạc và nhân lực.
Nhưng bây giờ khiêu khích thì tôi hỏi, Ba Lan dám dơ vào cuộc chơi? Belarus tôi không nói nhưng mà Ba Lan dám. Còn nếu chỉ khiêu khích sang Belarus, các quốc gia Baltic dám đụng thủ không? Hay nó khiến cho Ukraine sụp đổ nhanh hơn? Thêm lực lượng Belarus khép vòng vây vào Ukraine nữa thì thôi ối rồi gì nữa. Các chuyên gia Trung Quốc cũng cảnh báo Nga có thể đáp trả gay gắt trước hành động của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kerch. Một ngày trước đó, Bộ Phòng Nga báo cáo rằng là cuộc giao tranh nhằm đẩy lùi các lực lượng vũ trang Ukraine xâm chiếm lãnh thổ của Nga ở khu vực Kerch. Các đơn vị của Nga đã tiêu diệt tới 2.860 quân nhân, 41 xe tăng, 40 xe bọc thép chở quân và 20 loại xe chiến đấu bộ binh, 213 xe chiến đấu bọc thép và 22 khẩu pháo của Ukraine. Trong cuộc đột kích vào Kerch, đấy là những gì mà chúng ta đang thấy gia tăng căng thẳng. Cho nên là Ukraine đi vào Kerch, người ta gọi là bước đi để làm sụp đổ cả NATO. Còn nhà phân tích chính trị phương Tây tiết lộ ai sẽ giúp Ukraine chuẩn bị tấn công tỉnh Kerch. Phương Tây tập thể NATO là người giúp. Nhưng mà giúp rồi, tiến công vào rồi, nhưng lại không được bơm máu. Vẫn là trò chơi mang con bỏ chợ của một phương Tây tập thể. Nhà khoa học chính trị Na Uy cho biết trong một cuộc phỏng vấn với một kênh truyền hình rằng là Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã tham gia chuẩn bị cho cuộc đột kích của lực lượng vũ trang Ukraine vào khu vực Kerch. Đơn giản là NATO không thể tham gia vào việc lên kế hoạch, không thể không tham gia vào việc lên kế hoạch giúp cho Ukraine xâm nhập vào Nga. Ông nhấn mạnh rằng là NATO và Hoa Kỳ đã cung cấp cho Ukraine thiết bị quân sự, đào tạo và thông tin tình báo kể từ năm 2014. Vì vậy không có gì nghi ngờ về sự liên quan của họ trong cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào khu vực Kerch. Chuyên gia này cũng đề cập đến những tổn thất to lớn của quân đội Ukraine trong chiến dịch này. Ông cho rằng là hành động này của lực lượng vũ trang Ukraine có thể là động thái cuối cùng đối với lại Ukraine, và có thể là động thái cuối cùng cho nhà nước Ukraine khi mà họ đang thể hiện bước vào con đường thất bại sụp đổ. Lý do quyết định của phương Tây tấn công vào Kerch, giúp Ukraine tấn công vào Kerch, bởi vì họ nhận thấy sự thất bại trên chiến trường và tổn thất không thể khôi phục, sử dụng nguồn dự trữ cuối cùng với khí tài hiện đại để khiến cho Nga từ thế chủ động tấn công chuyển sang thế phòng thủ, với mong muốn kế hoạch mục tiêu là kiểm soát nhà máy Kerch để biến nó trở thành tối hậu thư trên bàn đàm phán với Liên bang Nga. Tổng thống Nga Putin nói rằng là chính quyền Kiev đã có hành động khiêu khích và đang bắn bừa bãi kể cả vào các khu vực, các mục tiêu dân sự. Người đứng đầu nhà máy nước này nhấn mạnh rằng kẻ thù sẽ nhận được phản ứng xứng đáng và mọi mục tiêu Nga đặt ra sẽ đạt được. Sẽ không có một thế lực nào khiến cho Nga thất bại trên chiến trường và cũng không có cơ hội để thay đổi cục diện cuộc chiến ngày hôm nay. Mọi thứ đối với phương Tây đang đi trên con đường cùng và chưa tìm thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Họ đang cố gắng tìm thấy những cái ngọn đèn neon led sáng ở cuối căn đường hầm, nhưng đáng tiếc thay, họ đã tìm trong gần 3 năm qua rồi vẫn chưa thấy được ánh sáng ở cuối căn đường hầm. Họ vẫn đi trên cái con đường tối tăm mà bản thân Ukraine đã nghe lời Hoa Kỳ để khiêu khích gấu Nga. Kết quả cho tới ngày hôm nay, dừng lại không được và tiến lên không xong. Tăng cường chi viện nhưng mà không thể tăng cường chi viện nguồn nhân lực cho Ukraine. Trong khi đó bản thân Mỹ thì đang đau đầu nhức óc vì vấn đề kinh tế và vấn đề đồng minh của mình cũng như là vấn đề Trung Đông ngày hôm nay. Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ vẫn chưa có động thái mới. Mỹ trong gần 3 năm qua đang tự phơi bày ra những điểm yếu kém của mình và bản chất đạo đức giả của mình. Phía điện Ukraine có âm mưu đáng sợ, Nga thề sẽ cho Ukraine nếm đòn ngay lập tức. Bất kỳ nỗ lực của Ukraine nhằm gây ra thảm họa toàn cầu sẽ phải đối mặt với sự trả đũa ngay lập tức, Bộ Phòng Nga cảnh báo. Bộ Phòng Nga đã cảnh báo rằng quân đội Nga sẽ nhanh chóng đáp trả nếu Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân Kerch. Cơ sở hạt nhân này nằm trong
nằm không xa tiền tuyến sau cuộc xâm nhập xuyên biên giới của Kiev vào Nga. Trong một tuyên bố thì bộ này cho biết họ đang xem xét rất nghiêm túc các báo cáo về kế hoạch tấn công nhà máy điện nhân Kerch của Kiev nằm cách biên giới Ukraine-Nga khoảng 90 km, nơi đã trở thành hiện trường của các cuộc giao tranh ác liệt trong những ngày gần đây. Theo quân đội thì mục đích của hành động khiêu khích này là cáo buộc Nga tấn công nhà máy. Nếu chế độ Kiev bắt đầu thực hiện các kế hoạch tội phạm nhằm tạo ra một thảm họa do con người gây ra ở phần châu Âu của lục địa này, gây ra tình trạng ô nhiễm phóng xạ trên các vùng lãnh thổ rộng lớn, các biện pháp đối phó quân sự và kỹ thuật quân sự cứng rắn sẽ được thực hiện ngay lập tức. Mặc dù bộ này không đưa ra thông tin chi tiết về khả năng trả đũa, nhưng lưu ý rằng là việc Kiev chuẩn bị tấn công nhà máy điện Kerch ấy, mà một câu cho là được phương Tây hậu thuẫn, sẽ mâu thuẫn với lại nghị quyết của Liên Hợp Quốc về chống khủng bố đó là nhất. Nhưng lực lượng vũ trang Ukraine với tâm điểm là tiến về nhà máy Kerch để biến nó trở thành tối hậu thư. Rõ ràng là nhà máy Kerch là một mối lo ngại đối với Nga. Nhưng mà tại sao Nga vẫn chưa đẩy lùi quân đội Ukraine ra ngoài? Vậy tôi nghĩ rằng việc Nga đẩy lùi quân đội Ukraine ra ngoài không có vấn đề gì là khó. Không vấn đề khó ở đây. Bởi vì lực lượng, khi mà lực lượng Ukraine tiến công vào Kerch không nhận được hỗ trợ hậu cần thì không thể tạo ra sức mạnh được. Cái việc lực lượng vũ trang Ukraine dễ dàng đầu hàng quân Nga là điều dễ hiểu cho đến ngày hôm nay. Nhưng mà Nga lo ngại về vấn đề Kerch nhưng lại chưa đẩy lùi quân đội Ukraine. Thực ra về thông điệp liên quan đến việc mà Nga chưa đẩy lùi quân đội Ukraine ra khỏi Kerch, cũng như lo ngại về cái thảm họa hạt nhân ở tại nhà máy Kerch, đưa ra thông báo với phương Tây rằng những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc đoan Ukraine sẽ không nghe mệnh lệnh phương Tây nếu như họ quyết định chuyển giao những đạn dược khí tài tầm xa cho lực lượng phát xít. Vì những khí tài như tôm xây đầu, ATACMS, những vũ khí tầm xa đấy, nó chưa phải là điều khiển bởi lực lượng vũ trang Ukraine, mà được điều khiển bởi các chuyên gia Mỹ. Tức là quyết định cái vũ khí đi bay về đâu là cho chuyên gia của Mỹ quyết định. Thông điệp đe dọa về nhà máy Kerch là thông điệp gửi tới cho Hoa Kỳ và phương Tây tập thể thôi. Chứ còn nếu như ngày hôm nay ATACMS mà đang thuộc kiểm soát của lực lượng phát xít, lực lượng chủ nghĩa Baneda, thì chắc chắn nó ồ ạt để tấn công nhà máy điện nhân Kerch rồi. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia thì có thể nó chỉ là hành động khiêu khích để gây sức ép cho cả thế giới. Nhưng nhà máy điện nhân ở tại khu vực Kerch thì bản thân những lực lượng tiểu đoàn phát xít ấy, họ không ngần ngại để sử dụng tấn công ồ ạt vào đây để gây thiệt hại lớn cho Liên bang Nga và khiến Ukraine hoang mang sợ hãi, hạ bệ uy tín chính quyền ông Putin, thậm chí là biểu tình bạo loạn. Họ sẵn sàng hành động ngay. Cho nên là với khí tài tầm xa phương Tây đang viện trợ cho Ukraine, nó chưa phải là lực lượng Ukraine vận hành nó, mà vẫn là Mỹ, Anh ở phương Tây vận hành nó. Thủy quân lục chiến của Nga đã thông báo rằng đã phá hủy hoàn toàn toàn bộ đoàn xe của Ukraine ở khu vực Kerch. Thủy quân lục chiến lữ đoàn 810, lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy một đoàn xe quân sự Ukraine với vũ khí và trang thiết bị của NATO ở khu vực Kerch. Ở vùng Kerch, một đoàn cơ giới của lữ đoàn tấn công đường không riêng biệt số 82 của lực lượng vũ trang Ukraine được trang bị xe bọc thép từ các nước đoàn NATO đã bị phía Nga phá hủy hoàn toàn. Một sĩ quan của thủy quân lục chiến lữ đoàn 810 của Nga cho biết video về đoàn xe Ukraine bị phá hủy đã được chuyển giao cho Dnipro Novosti. Kết quả của một trận chiến ngắn ngủi, thủy quân lục chiến của lữ đoàn 810 đã tiêu diệt hoàn toàn một nhóm cơ động của lực lượng vũ trang Ukraine di chuyển trong một đoàn xe ở khu vực Kerch, trong đó có xe bọc thép từ các nước NATO này, gồm cả những cái xe bọc thép của Mỹ viện trợ, rồi thì của Canada và một số quốc gia nữa ở châu Âu đã bị tiêu diệt.
Việc thực hiện tiêu diệt lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk đang được Nga thực hiện có hệ thống và bắt đầu lực lượng vũ trang Ukraine đầu hàng quân Nga. Khi mà tình hình trên thế giới chưa có dấu hiệu thay đổi về cán cân quyền lực để nghiêng ủng hộ cho Hoa Kỳ, thì vấn đề ở tại Đông Âu và vấn đề ở tại Trung Đông đang gia tăng gánh nặng và làm sụt giảm vị thế và uy tín của Mỹ trên vũ đài quốc tế. Con đường tháo gỡ của Hoa Kỳ về vị thế uy tín của mình nó đang tiếp tục xa lầy, chứ không phải mang lại những cái lợi thế cho Mỹ. Vấn đề Ukraine và Trung Đông đang tạo ra những dấu chấm hỏi cho đồng minh chư hầu của Mỹ. Liệu họ có thể tin tưởng vào bàn tay của Mỹ, lá chắn của Hoa Kỳ để đảm bảo an ninh, hòa bình cho mình hay không? Như châu Âu ngày hôm nay đang phải hy sinh nền kinh tế của chính mình, lợi ích an sinh xã hội của người dân để ủng hộ cho các kế hoạch và hành động của Hoa Kỳ. Nhưng họ đã cố gắng và nỗ lực hỗ trợ trong suốt gần 3 năm qua. Nhưng mọi cái cố gắng thì ngày càng trở nên nó tồi tệ hơn, chứ không có khá hơn. Lựa chọn Ukraine đi theo phương Tây đã cho phần còn lại của thế giới thấy đó là con đường chết chóc và hủy diệt quốc gia. Lựa chọn đi theo phương Tây thì buộc quốc gia đấy phải có xung đột sắc tộc. Phải có xung đột sắc tộc, tức là phương Tây sẽ ủng hộ cho một nhóm người nào đó để phá hoại chính đất nước của mình, trở thành một quốc gia tham nhũng. Mọi thứ đều do Hoa Kỳ điều khiển. Thế nhìn vào đất nước Ukraine, phần còn lại của thế giới có cần đoàn kết các dân tộc lại với nhau hay không? Không thể nào mà trên một đất nước xảy ra xung đột sắc tộc, xảy ra xung đột đảng phái mà lại mang lại cho bạn sự khai phóng, mang lại cho bạn cái sự dân chủ hòa bình. Không bao giờ có khái niệm đấy xảy ra được. Lựa chọn sáng suốt nhất của mỗi một dân tộc, mỗi quốc gia là đoàn kết các dân tộc anh em đứng dưới một lá cờ chống lại các thế lực thù địch. Đấy mới là lựa chọn sáng suốt, chứ không phải sáng suốt như Fulbright, không phải sáng suốt giống Ukraine ngày hôm nay. Đấy, Ukraine ngày hôm nay đã Fulbright đấy, đã sáng suốt rồi đấy. Biến đất nước giàu có thứ hai châu Âu trở thành quốc gia tụt hậu, nghèo, phá sản số 1 châu Âu, trở thành một bãi chiến trường đổ nát và ô nhiễm vũ trang ở tại châu Âu. Đấy, lựa chọn sáng suốt khai phóng của Ukraine ngày hôm nay đấy. Khi mà rời khỏi Liên bang Xô Viết, rời khỏi Nga, ngậm nguyên cái ngai vàng của Nga trong miệng, mà chả hiểu thế nào mà từ một quốc gia giàu có đi lên dân chủ trở thành một quốc gia nghèo vãi cứt ra. Cứ bảo rằng là theo Nga chứ Ukraine cái nghèo, 8 năm qua theo Mỹ đấy giàu chưa. Thế bảo NATO mạnh lắm hỗ trợ cho Nga, cho Ukraine đấy, đã hỗ trợ được chưa? Hay càng ngày càng khiến cho Ukraine xa lầy và thất bại. Còn các thế lực thù địch đấy vẫn chưa quên cái con đường là phụt quốc. Tư duy thì nhìn những bồn cầu, thích làm chư hầu và tay sai, không thích sống độc lập mà thích dựa dẫm, thích làm tầm gửi. Vậy mà mở mồm ra là gì? Khai phóng, dân chủ mới tự do. Tự do bằng cách là xuyên tạc lịch sử. Mẹ mày Cali mà đi đòi lãnh đạo Việt Nam. Quả nhiên là những lựa chọn khai phóng của phương Tây tập thể. Xong là mở mồm ra cái là lấy ví dụ so sánh để nhằm lôi kéo chủ nghĩa xã hội dân sự. So sánh Thái Lan, so sánh Hàn, Nhật, so sánh với Đài Loan, với Singapore. Rằng nếu như Việt Nam của chúng ta có đồng minh với Mỹ thì chắc chắn chúng ta sẽ giàu hơn Hàn và Nhật. Cái trò chơi mà mang ra so sánh kiểu đấy là trò chơi của sự bất lực trong cái tư duy, trong cái tư duy của mỗi con người. Nếu đã nói về câu chuyện khai phóng nền văn minh thì phải nhìn vào Trung Đông và châu Phi. Họ đang thừa hưởng nền văn minh của phương Tây đấy. Cơm chưa đủ ăn, áo chưa đủ mặc đấy. Thế bảo Chúa ban phát cho phước lành đi, ôi ôi cái gì đấy.
Nhìn người dân châu Phi đi, đã ban phát cho họ được cái gì chưa? Hay họ đang biến những người người ta gọi là cha đạo đấy trở thành một cái thần thánh hóa gì đấy để cho những người mụ mị tin vào và dẫn dắt để rồi mất nước. Và hiện tượng phun rai hiện tại bây giờ cũng là một trong hiện tượng mà chúng ta cần cảnh giác. Cảnh giác thôi chứ cái nhúng người đấy chả giải quyết được cái gì cả. Giải quyết được cái gì? Thằng Hoa Kỳ tốn kém nhiều tiền bạc rồi, nhiều chiêu trò rồi. Trò chơi cây gậy của Rốt không bao giờ thành công với một quốc gia như Việt Nam này. Thành công thế chó đâu được. Mẹ dùng cây gậy suốt 20 năm, dùng cà rốt suốt 20 năm qua, thành công chưa? Hay vẫn bại trận? Cứ cây rốt mang ra thôi. Thế nhìn Ukraine ngày hôm nay đồng minh phương Tây đấy, sát lách NATO đấy, đã giúp ích được gì cho Ukraine chưa? Giúp ích được gì chưa? Tình hình Ukraine ngày hôm nay thì chuyên gia phương Tây cảnh báo tổn thất nặng nề của Ukraine ở hố đen Kursk có thể dẫn tới mất kiểm soát. Kursk bây giờ trở thành một hố đen rồi. Ukraine ngày hôm nay cũng trở thành một hố đen. Cái hố đen về viện trợ đấy, đó là cái thùng không đáy. Khai phóng đấy, phun rai đấy. Tạp chí quân sự nói rằng là Ukraine đang chịu tổn thất nặng nề ở khu vực Kursk khi đã gửi những đội quân tinh nhuệ nhất của mình đến đây. Những tổn thất này đặc biệt đáng kể là vì Ukraine đã cử các đơn vị quân đội hùng mạnh nhất của mình tham gia cuộc tấn công, bao gồm xe tăng Chery T-80 và Leopard khan hiếm. Các nhà quan sát chỉ ra khi mà bình luận về tuyên bố của Bộ Phòng Nga về tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk. Tạp chí này cũng cảnh báo rằng là tổn thất của Ukraine trong chiến dịch này có thể ảnh hưởng đáng kể đến vị thế của lực lượng vũ trang Ukraine trong toàn bộ cuộc xung đột. Một ngày trước đó, Bộ Quốc phòng đưa tin thì trong một cuộc giao tranh, các đơn vị Nga đã đẩy lùi nỗ lực của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm xâm nhập thêm lãnh thổ ở khu vực Kursk. Trong khi đó, bình luận riêng ấy, của nhà phân tích người Anh cho biết rằng là Bộ Chỉ huy Ukraine buộc phải rút một số binh sĩ từ các hướng khác ở tại miền đông ấy, gửi tới khu vực Kursk do tổn thất quá lớn về nhân lực và khí tài. Chuyên gia này lưu ý rằng là người Ukraine phải tăng cường quân đội ở khu vực Kursk và nhân lực tương tự ấy, và là những lực lượng dự bị khác đang được điều động từ các hướng lực lượng Ukraine tham gia cuộc chiến và kết thúc ở một hố đen gần Kursk vì tổn thất quá lớn ở đây. Đây là những tổn thất không thể khôi phục được, biến Ukraine trở thành một chiến trường thất bại toàn diện. Làm gì còn cơ hội nào nữa anh chị? Làm gì còn cơ hội nào nữa đấy? Cơ hội duy nhất là hô hào trên truyền thông và báo chí, chứ không một cơ hội nào khác. Đó là hô hào trên truyền thông báo chí. Những đòn tấn công bất ngờ đang khiến thế giới phương Tây thất bại trong công cuộc hỗ trợ cho Ukraine. Kiev đang tự đưa mình vào thế bị diệt vong. Nhưng nói đúng ra không phải là Kiev tự đưa mình, mà phương Tây tập thể đang tự đưa mình vào thế diệt vong về sức mạnh quân sự của NATO. Khi mà lực lượng Ukraine còn lại đổ tới Kursk, đang bị Nga truy quét, người ta gọi là tàn quân đi vào Kursk. Mỹ thì ngày càng rơi vào thế khó hơn khi lực lượng vũ trang Ukraine đang không đạt những hiệu quả như ban đầu đặt ra khi quyết định tấn công vào Kursk ngày hôm nay. Cuộc tấn công vào Kursk nó chỉ mở đường cho Liên bang Nga thực hiện đòn Nam chinh Tây tiến, mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt và thực hiện đẩy lùi lực lượng khủng bố và phát xít không giới hạn về đường biên giới, cho tới khi lực lượng vũ trang Ukraine đầu hàng vô điều kiện quân Nga. Lúc đó lực lượng của Nga sẽ sang để kiểm soát tình hình trên toàn bộ đất nước, sáp nhập lại bộ máy, thành lập lại bộ máy chính quyền và mang hòa bình lại cho Ukraine.
vinh quang như thuộc về nước Nga. Một lần nữa Liên bang Xô Viết sẽ cần phải xuất hiện quay trở lại chứ. Và các tượng đài của Mark Lenin sẽ được dựng lại ở tại Ukraine thôi. Và những người, những kẻ theo chủ nghĩa phát xít, họ sẽ lựa chọn ở lại và thay đổi tư duy hoặc là quay trở về Mỹ mà trả thù thôi. Chứ chả có cửa nào khác ở đây nữa cả. Đấy là những lựa chọn cuối cùng cho Ukraine. Cớt đang trở thành một cái lồi hầm để đóng nắp quan tài phương Tây. Đang trở thành lồi hầm như vậy. Đóng nắp quan tài phương Tây tập thể. Tưởng chừng bước vào cớt sẽ tạo ra được những cái bước đột phá. Nhưng người ta đang thấy là đột phá dành cho Ukraine chứ không phải là dành cho Nga chứ không phải dành cho Ukraine. Đức thì tuyên bố giảm viện trợ rồi. Phương Tây tập thể đồng loạt đang giảm viện trợ rồi. Mệt mỏi rồi. Đó. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị và các bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị và bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.